Nào, Leo ăn phở nào. Măm măm, ngon quá. Quay đi à. Mút trừng trượt luôn. Em ăn phở nhá. Ngon nhỉ. Đây, nữa ngon nữa nữa nữa. Tiết kiệm quá. Chứ nó phải áo mỏng đi cậu. Ừ. Đúng rồi. Nóng rồi. Đây con này. Con ơi. Thôi mặc nó đi. Con ơi, măm măm nào. Đây cơ mà. Tít tít tít. Tít tít tít. À. Em ăn món gì ngon thế? Này để mẹ lấy tiếp, mẹ lấy thêm. Này con. À. Ăn hết cả cái bát này sợ no quá nhỉ. Bà. Cháu ăn phở đấy. Thì về Việt Nam đi nhá. Về Việt Nam ở với bà là ngon rồi. Ê, 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 bình tĩnh anh ơi, bình tĩnh thôi. Ăn để nhói.